Xây bao lâu thì mình mới hoàn thành cái căn nhà anh nhờ? Một tháng. Ồ. Một tháng thì xong rồi. Dạ. Một tháng là khoảng 10 người làm. Tùy thời tiết. Tùy thời tiết nữa. Thời tiết đẹp thì một tháng xong. Dạ. Ồ, chị cho nước lạnh vào nhờ? Vâng. À. Thôi, cái cách để mà mình chế biến ha. Rồi mình sẽ quét lên cái con gà của mình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Sáng nay thì hôm qua ngủ rất là ngon, no say rồi ngủ rất là ngon. Và tại vì không khí ở đây là trời nó se lạnh, ở trên cái đồi quả núi này trời nó se lạnh, nên ngủ đến bây giờ 7 giờ 15 mới thức. Thì mọi người ở dân tộc ở đây người ta lại đi nương ngô hết rồi. Thì cái việc ngủ ngon như thế nên chưa có xem được về cái gì vào buổi sáng. Nhưng mà cô bác quý anh chị thấy được gần ở đây ở trên đồi nè, ở bên kia là cái mây đó, mây nó ở dưới mình luôn. Ngôi nhà ở đây nhưng mà mây nó nằm ở dưới kia à. Và đây bên đây là một cái nương ngô của mọi người. Bên đây vẫn là những cái đám mây đây à. Ở đây là một cái làng Y Tý của người Hà Nhì thuộc huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thì đây là cái ngôi nhà của mình. Tối hôm đêm qua mình đã ngủ ở đây. Ở đây thì không cần máy lạnh đâu. Tối thì nó không khí nó cứ se lạnh và không lạnh lắm. Và chỉ cần đắp chăn là đủ rồi. Thì một cái ngôi nhà ở homestay như thế này là 200.000 đồng cho một người à. Thì mình đi một đoàn của mình thì nó sẽ rẻ hơn một tí. Còn bên đây là một cái ngôi nhà khá là độc đáo của anh A Hờ, người Mông. Thì cô bác quý anh chị mà có về đây, về huyện Bát Sát, xã Tịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, thì chúng ta sẽ tìm lên đến nơi làng Y Tý, một trong những cái làng cổ mà bị bỏ quên rất là lâu nha. Rất là đẹp luôn, phải không cô bác quý anh chị? Mây đằng kia, mây nó nằm ở dưới luôn á. Đây, mây nó nằm ở dưới mình luôn đó, đó thấy không? Làm gì nhá? Tại hôm qua dặn chị chủ nấu một món ăn đặc sản của người Mông, đó là gà nướng lá mắt kén. Em chào chị nhờ. Anh đi làm rồi chị nhờ. Anh đi làm rồi. Anh đi làm lâu chưa? Anh đi một tí rồi. Gần đây nhờ. Vâng. Ôi, anh có dặn với chị là sáng nay nấu ăn không? Có, anh bỏ rồi. Anh nói rồi chưa? Vâng. Gà nướng lá mắt kén nhờ. Gà nướng mắt kén nhờ. Vâng. Với lại rau hả chị nhờ? Rau có. Vâng vâng. Khoảng mấy giờ thì mới nấu chị nhá? Mười giờ anh ăn à? Vâng. Vâng. Một tí chị nấu cho. Dạ 10 giờ em ăn nhé. Vâng. Dạ. Cái hoa này hoa gì chị nhá? Hoa này không biết tên ạ. À. Không biết tên nhỉ? Ở nhà đẹp lắm luôn á. Sáng nay vào một buổi sáng ở đây thì không khí ở đây nó se lạnh. Mà ở đây nó có sương mù đó, nhìn đã lắm luôn nè. Đó. Mây thì nó bay ở dưới chân luôn á. Ôi nhìn nó cái cảnh cái nó này là lắm. Lần đầu tiên mới thấy được cái quả su, củ su su á, ở trên đồi núi này, nó nằm ở đây nè. Ôi ngon quá. Một quả, ấy đứt luôn rồi. Rồi lát nữa đem bô cho bà chủ nhà xào ăn luôn. Còn đây còn nhiều quả, 3 quả. Đây quả nhỏ nữa, 4 quả luôn. Ôi lần đầu tiên thấy củ su, tự tay mình hái một cái củ su như thế này. Những cái anh công nhân đang xây nhà trình tường. Đây là cái phần mà đất đây. Đất là nguyên liệu của anh để anh xây nhá. Đất với lại đá nhuyễn nè, các anh trộn vô. Đó. Thì sáng nay cũng rất là sớm thì các anh đã làm rồi. Ở dưới này thì nền này ở nền này là nền đá nhuyễn với lại đá chất trồng vô. Em chào các anh ạ. Dạ chào anh. Chào. Dạ chào anh. Rồi sau đó thì ở phần trong thì ở phần trong đá thì sau đó anh sẽ đắp đất lên, quét đất lên. Chào anh Hờ nhé. Dạ chưa. Mình phải quét vậy anh nhỉ? Vâng. Xây bao lâu thì mình mới hoàn thành cái căn nhà anh nhờ? Một tháng. Ồ. Một tháng thì xong rồi. Dạ. Một tháng là khoảng 10 người làm. Tùy thời tiết.
tùy thời tiết nữa. Thời tiết đẹp thì một tháng xong. Dạ. Thì... công phu lắm luôn á. Lâu mình thì. Còn đây mình lấy đất này ra nha. Vâng. Để mình làm nguyên liệu cho đây. Vâng. Cho dán. Dạ. Cho lên đây cho dán. Dạ cho đặng mình dán vô. Vâng. Ở đây thì mỗi người một công đoạn, người thì lấy đất, người thì quét, dán vô. Chỉ có đất ở đây mới làm được, đất trên em đâu có làm được đâu. Đất này nó nhiều đá quá. Dạ. Các bạn đây không có đá. Dạ. Đất này có đá thì làm mới được anh nhờ. Đất này nhiều đá. Đây là cái khuôn của mình. Nè. Không sao đâu. Ở đây thì anh sẽ đổ một cái móng ở dưới này. Để sau đó anh làm một cái khuôn và anh sẽ đắp đất đây. Thì khi mà chào anh, khi cái khuôn này thì khi đây, cái này là chưa đập nha anh nha, chưa dán nha. Thì nó chưa có bóng. Ồ công phu lắm luôn á. Nhà này là một trong những ngôi nhà đặc trưng của người Mông mình anh nha. Tại sao mình phải chắc đá dưới anh nhỉ? Mình cho đá ở dưới thì nó mới chắc hơn. Ờ. Và cái đá nó mình cho dưới đá ở dưới chân thì nó không lên nước mà nó không bị ướt vào cái tường của mình. Ờ. Từ này như thế này thôi nhưng mà các bạn mà cho nó ướt một tí là không xong đâu. Dạ. Nó sẽ bị hư. Ừ. Cái này phải về kê như cái đá này, kê từ một hai bên này. Thì cả mưa to đi mấy nữa thì cái nước nó không lên. Không lên tới đụng cái phần đất đó, ở trên. Không lên đụng tới cái phần đất của mình. Vâng. Thì nó mới chắc được. Còn anh không lấy thế này thì mưa to về thì nước nó cứ ẩm lên thì cái đất nó sẽ bị hư, nó bị nhạt. Thì thế là nó sẽ chất lượng nó không tốt. Dạ. Yeah. Mình cứ lấy đất là mình đắp lên thôi anh nhỉ. Đó rồi như các bạn vừa rồi đang làm đấy thôi. Dạ. Yeah. Đó là năm từ từ và từ từ. Dạ. Yeah. À, người ta kể một câu chuyện là một ngày đấy bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Được một tí thì lấy một tí, được hai tí thì lấy hai tí. Không nên là say mà phải nhanh. Thế nào cũng phải bình tĩnh từ từ. Này mình không cần nhanh, mình cần chất lượng thôi. Đó, mình chỉ cần chất lượng thôi. Dạ. Chất lượng nó rất là tốt. Mình là chất lượng nó bền. Dạ. Chưa không cần nhanh. Ôi. Nhưng thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số cái không biết chưa được. Nè, cái này là cái chất liệu gì anh nhỉ? Cái này là xi măng. Xi măng à? Ở dưới móng thì bọn em phải đổ xi măng vào cho nó chất lượng nó chắc vào sau này. Dạ. Ở trước đây thì bây giờ lấy xi măng thì nó mình làm nó dễ hơn. Còn như trước đây không lấy xi măng thì mình xiết đá thì chọn từ đá viên một xa mà từ trên kia thôi thì như cái móng là ít nhất có phải mất tầm của 20-30 công mới là xong được. Dạ. Còn như bây giờ thì không lấy được. Bây giờ có xi măng mình đổ xi măng vào nó chát rồi thì cái chất lượng nó nhanh hơn. Ở đây thì người thanh niên nào cũng biết cất nhà như thế này hay sao nhỉ? Không biết, ai cũng biết. Là như cái này thì con gái cũng biết mà. Ờ. Nhưng mà quan trọng là những người xếp cái đầu tiên, bước đầu tiên này này. Ờ. Cái này mới là cái quan trọng. Ở cái khung này đây nha. Đúng, cái khung IP, cái khung này mà sửa cái này là mà sửa cái này là đó là thẻ số 1 phải chuẩn nhất thì nó mới thả được. Dạ. Yeah. Còn anh cứ tưởng là ai cũng làm được thì như cái này thì một số người nó làm có lúc nó gấp quá mà nó không thả thì cuối cùng là cái nhà mình sẽ bị lấy hết đi. Dạ. Yeah. Thì trong điều đó là nó không ổn được. Dạ. Yeah. Sáng thì mấy giờ mấy anh em đã làm rồi? Bọn em ở đây thôi quyết định là 7 giờ làm. Dạ. 7 giờ phải làm. 7 giờ làm thì tầm khoảng tầm 11 giờ mình có thể đã nghỉ. Dạ. Yeah. Anh chỉ làm cái công việc này thôi hay thôi sao? Không nên làm mọi công việc nhưng mà những lúc rảnh thì tranh thủ. Dạ. Tranh thủ cũng ý cho nó đỡ ít việc hơn. Mình quét tới đâu thì mình hay tới đó. À. Khi mà mình quét nhiều hết rồi mà tường chưa xong thì mình làm cái công việc khác. Thông thường một lúc thì nó khô hết rồi thì khó làm. Dạ, nó khô mình khó làm anh nhỉ. À. Mình chỉ dán ở trong thôi hay ở ngoài có dán không? Không. Không vuốt này nó khô một cái là nó rơi hết rồi mình. Ờ khô là nó sẽ rơi ra. Và mình không vuốt này thì nó sẽ rụng. Anh Hờ này là có một cái homestay A Hờ ở nơi của Bùi Hồ ở, cô bác quý anh chị. Anh thì rất là siêng năng. Tối hôm qua thì hai anh em cũng uống sương sương tí rượu, sáng nay em vẫn ngủ chưa thức, anh đã đi làm rồi. Không ai bảo ai thì mỗi người một cái công việc ha. Anh bên đây thì lấy đá chất vô với anh này. Qua phải chạy lên ngủ lá này này. Không còn một kẻ hở nào luôn á.
Nó giống như là một cái móng mà. Đã gọi là nhà chỉnh tường thì là nhà của một đặc trưng của người Mông. Đây là một cái công đoạn trong cái xây nhà chỉnh tường của người Mông, cô bác quý anh chị. Đây là cái công đoạn gọi là chỉnh tường, đang các anh đang quét đất để cho nó thành một cái chất dính mà thành một cái đặc trưng của người Mông luôn. Quay đến đây thì nhà này thì mình còn khoảng mấy tháng nữa mới xong anh, nếu như thời tiết tốt. Nhưng mà thời tiết tốt thì từ giờ đi một tháng là xong. Dạ. Nhưng mà thời tiết không tốt thì không biết rồi. Dạ. Rồi em chào tất cả các anh nha. Dạ chào nha. Dạ. Cảm ơn các anh rất là nhiều, chúc các anh sức khỏe nha. Quý anh chị thì hôm nay thì Bùi Hồ có đến đây nơi công trình của các anh xây nhà chỉnh tường ở làng Y Tý, huyện Bát Sát của tỉnh Lào Cai này, để quay cho cô bác quý anh chị một cái công đoạn của người Mông xây nhà ở xây nhà chỉnh tường là như thế nào. Đi công việc á thì chị ở nhà chị lại nướng gà, nướng nửa con gà cho Bùi Hồ ăn nha. Nướng lá mắc kén hay hạt dỏi chị nhờ? Vâng, một tí cho. Mắc kén hay hạt dỏi nhờ? Vâng. Chị thường nướng không? Hả? Chị có thường nướng cho mọi người ăn không? Nướng cho bọn mình ăn. Cho khách á? À, có chứ. Ồ. À, khi nào mình mới cho hạt mắc kén lên nhờ? Vâng, cắt rồi đấy. Sao cho à? Vâng. Chị cho em xem với, cho em xem hạt dỏi với hạt mắc kén với. Ồ, chị mới làm gà xong luôn hả nhờ? Vâng. Đây là lòng gà đây. Ôi. Cực quá. Còn không mắc kén hạt dỏi đâu chị nhờ? Ờ. Cho em xem hạt cái gì? Hạt đó với. Này là mắc kén. Vâng. Ôi. Có hạt dỏi không chị nhờ? Không có. Vâng. Nướng với mắc khén này là ngon lắm nè. Mắc khén này là một loại tiêu gừng. Họ xay ra rồi họ ướp gia vị vô. Bây giờ mình sẽ quét mắc khén lên nè chị nhờ? Vâng. Ồ. Ồ, chị cho nước lạnh vào nha. Vâng. À. Ôi. Cái cách để mà mình chế biến ha. Rồi mình sẽ quét lên cái con gà của mình. Ui, nóng quá. Nóng quá. Tụi mày sẽ được tắm nước. Nướng xong rồi nè. Con gà này nướng hạt mắc khén nha. Nó khá là thơm ngon luôn. Này, hôm nay thì chị đẩy cho món gà nướng hạt mắc khén. Ở trong đây thì chị đang làm cái món gì đây? Thì sẽ vô đây. Ở đây thì mình có món gì chị nhờ? Su su. Su su xào. Ở đây là măng. Chị nói măng á, măng tre, măng gừng. Thì chị kêu là măng. Măng, măng chị nha. Ở miền Nam em gọi là măng. Măng. À. Dạ chứ không phải là măng. À. Măng. Măng. Dạ dạ dạ, nàng chi nên nói nặng lên. Măng. Măng. Ôi. Thơm quá. Bùi Hồ xin lấy quay cái với công chuyện thì con gà nó chín rồi. Thì để xem coi gà nó mềm không. Chị nói là nên để vậy hay là cắt ra. Thì Bùi Hồ nói thôi chắc chặt ra đi. Để xem nó nóng gì không. Thôi chị ơi khỏi chặt luôn đi chị nha. Khỏi chặt luôn, để lên cái dĩa luôn nha. Vâng. Vâng. Để đó đi, để lên dĩa luôn. Không 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 chặt, để lên để lên dĩa luôn. À để đây. Vâng, à? Vâng, vâng. Cái đặc sản của người Mông á thì ăn cũng giống như người Nùng, cũng rất là nhiều món ăn ở đây. Thì ở đây cô bác quý anh chị sẽ thấy được 5 món ăn nè. Đây là bủ su ở nhà chị trồng nè. Su su nhà chị chồng có sẵn nè. Đây là cà xào, đây là gâu bí, đây là măng và đây là gà. Đặc biệt ở đây đó là gà núi nướng với lại hạt mắc khén, một trong những cái hạt tiêu gần của người
này chị, nước chấm mà chị nhờ. Vâng. À, nước chấm. Thì chưa có cơm đúng không? Thì không biết là khi mà cái người ở đây thì người ta ít ăn cơm lắm. Mọi người thì ít ăn cơm, chủ yếu là ăn đồ ăn nhiều thôi. Không giống như người đồng bằng của mình, ăn chỉ một hai món ăn thôi. Đặc biệt là điều rất là lạ. Và Bùi Hồ mời cô bác cùng dùng bữa cơm với lại cô bác với anh chị cùng dùng bữa cơm với lại Bùi Hồ nhá. Quá ngon luôn chị ơi. Cái này là chị nhỉ? Vâng, cái này chanh, muối chanh. Để dùng để ăn thịt gà.